Chương 4025, lời bàn giao sau cùng. Kiếm giới, thanh mộc đại lục, dưới chân núi có một mảnh rừng đào mênh mông vô bờ, chính là vào giai đoạn hoa đào nở rộ, phấn diễm hương thơm, hoa rụng rực rỡ, giống như đi vào trong tranh, làm cho người ta say mê. trương nhược trần men theo dòng sông băng đi lên, đá xanh làm bậc thang, thể xác và tinh thần vui vẻ cây đào cổ thụ nơi này không biết trồng bao nhiêu vạn năm đều kỳ lệ kinh người có cây cắm rễ trên vách đá nhô cành hoa ra có thể che nửa đỉnh núi có cây chọc trời tiếp mây rễ cây so với thân thể con người đều thô hơn không có nhu nhược thẹn thùng như cây đào thế gian trong rừng nước chảy róc rách cây tước đỗ quyên bạch yến đủ loại tiếng chim hót đan sen xa xa núi tiết trắng xóa phong cảnh đẹp không sao tả xiết đi ba canh giờ đi tới giữa sườn núi xuyên rừng mà ra thấy một đình nghỉ mát xây ở bên vách núi trong đình nghỉ mát vân thanh và hứa như lai ngồi đối diện trên chiếu cỏ đang thưởng thức trà hoa đáo đàm luận các loại tin tức thú vị trong thiên hạ thấy trương nhược trần xuất hiện hai người đều hơi giật mình lập tức đứng dậy nghênh đón nghĩa phụ vân thanh đi ra tròi nghỉ mát đứng dưới ánh mặt trời ngày xuân hành lễ với trương nhược trần hứa như lai chắp tay trước ngực nói bái kiến đế trần đại nhân Trương Nhược Trần bước tới dưới bóng cây, cười nói, thật đúng là trùng hợp, tàn đăng đại sư cũng tới kỳ sơn. Phía sau, truyền đến tiếng bước chân, tàn đăng đại sư một thân Phật y màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Mỗi một tấc da đều như là đang phát sáng, tay cầm giỏ trúc, hái đầy một rổ hoa đào, cười nói, ta nghe nói, tộc trưởng Diêm La Tộc, Bạch Y Cốc Chủ, bàn nguyên cổ thần, đương thời rất nhiều cường giả đứng đầu, đều đi bản nguyên thần điện bái phỏng ngươi người như thế nào hết lần này tới lần khác tới kỳ sơn tản đăng đại sư cùng trương nhược trần lách người mà qua đi vào trong đình sau khi ngồi xuống hướng trong bình trên lò sưởi thêm vào hoa đào mới hái bình được làm từ đất nung nước đã sôi trào trương nhược trần theo đó đi vào nói bọn họ đều là vì nhân nguyên cầm mà đến mỗi người đều muốn nắm giữ lực lượng có thể đối phó thủy tổ trở lại vô định thần hải Trương Nhược Trần liền đem tin tức Nhân Nguyên cầm truyền ra ngoài. Đương nhiên, đối ngoại chỉ tuyên bố một chiêu thần thông lan ngải đồng phần. Tu sĩ đương thời, bao gồm bán tổ, đều sinh tồn dưới bóng Ma Thủy tổ, không có nửa phần kế sách ứng đối, muốn tự bạo thần nguyên đều là chuyện khó như lên trời. Loại cảm giác vô lực này, đối với tu sĩ càng cường đại mà nói, càng khó chịu, tin tức đại tôn thần thông lan ngải đồng phần truyền ra. Tự nhiên lực hấp dẫn mười phần. Ai cũng biết, Trương Nhược Trần nếu đem việc này tiết lộ ra ngoài, chính là vì nhân nguyên cầm tìm kiếm chủ nhân, là đang hỏi tu sĩ thiên hạ, ai dám đi tìm chết, làn ngải đồng phần, nhân nguyên cầm, hơn nữa tu sĩ tự thân, ba cái đốt diệt, chỉ vì đổi địch nhân một mạng, loại lực uy hiếp này, thủy tổ đều phải kiêng kỵ những ngày gần đây, thiên tôn cấp cùng bán tổ bái phòng Trương Nhược Trần đã không dưới 10 tôn. Tàn đăng đại sư hỏi, đã đem nhân nguyên cầm đưa ra ngoài rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sở dĩ truyền tin tức ra ngoài, để cường giả khắp nơi chủ động tới tìm ta, chỉ là vì che giấu chân tướng. Tàn Đăng Đại Sư nói, ngươi là không hy vọng Thủy Tổ biết trước, ngươi đem nhân nguyên cầm tặng cho ai, cho nên, sử dụng loại phương pháp này đánh lừa dư luận, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể, không đem lan ngải đồng phần chiêu thần thông này công bố cho mọi người. Như thế chẳng phải càng có thể xuất kỳ bất ý, Trương Nhược Trần nói mục đích công bố với mọi người là để thủy tổ các nơi thu liễm một chút không thể muốn làm gì thì làm tàn đăng đại sư ngầm hiểu gật đầu mở ra sương mù nóng hồi ấm trà vì trương nhược trần rót đầy một chén trà hoa nói như vậy ngươi vì nhân nguyên cầm lựa chọn chủ nhân là ai không phải là bần tăng chứ trương nhược trần nói đại sư nguyện ý cùng thủy tổ lan ngày đồng nguyên sao không muốn tàn đăng đại sư nói Phàm là tu sĩ có tự tin trùng kích thủy tổ cảnh giới, đều sẽ không nguyện ý, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, kỳ thật, trong tu sĩ đến bái phòng ta, có người thuyết phục ta, ta đã làm ra quyết định đem Nhân Nguyên cầm giao cho hắn. Ai? Tàn Đăng Đại sư hỏi, Trương Nhược Trần nói, Bạch Y Cốc, Nộ Thiên Thần Tôn, hắn nói, hắn là con trai của Bất Động Minh Vương đại tôn, là người có tư cách kế thừa chiêu thần thông này nhất cũng có thể phù hợp nhất với chiêu thần thông này, có cơ hội nhất ở trước mặt thủy tổ dẫn động loại thần thông này. Các thiên tôn cấp khác, thậm chí bán tổ, chỉ sợ còn chưa có dẫn động chiêu thần thông này, cũng đã chết ở trong tay thủy tổ. Tàn đăng đại sư bình tĩnh tự nhiên, nói, đây cũng là một cái người khác so không được yêu thế. Nhưng vì sao, người không có đem nhân nguyên cầm đưa ra ngoài đâu? Nhân nguyên cầm ngoại trừ lan ngải đồng phần chiêu thần thông này, còn có một chiêu quy khứ lai hề thần thông ta muốn trước vì chiêu thần thông này tìm một chủ nhân. Chiêu thần thông này bần tăng có thể tiếp nhận, tàn đăng đại sư cười nói, nếu ngươi cười Phật y ra, thủy tổ sợ cũng không làm gì được ngươi, cần gì chiêu thần thông này. Trương Nhược Trần nâng chén, trên mặt chén bay lên ba bốn mảnh trong suốt long lanh cánh hoa. Nhấp một ngụm, nói, thật thơm, thật quen thuộc hương vị. Vân Thanh, phụ thân ngươi đâu, phụ thân ở trên gò núi. Hàng năm khi hoa đào nở, hắn nói hắn đều sẽ nhớ tới một người nhưng lại quên người nọ là ai là bộ dáng gì chỉ biết hoa nở một năm luôn luôn phiền muộn khó hiểu vân thanh nói trương nhược trần nhíu mày không biết là nên cao hứng hay là nên thay hắn bi thương một năm kia tại huyễn diệt tinh hải đào hoa từ trạng quá thảm quên lãng là một chuyện tốt lúc trước trương nhược trần để cho ai nhạc đem hoa đào hóa thành tuế nguyệt thi đưa vào tinh không mục đích chính là để cho hắn quên đi quá khứ từ trong thống khổ đi ra hắn tự hồ làm được lại tự hồ không làm được trương nhược trần sâu kín nói còn ngươi ngươi cũng đã quên ta chỉ ở sâu trong trí nhớ còn có một cái bóng quen thuộc mà xa lạ như vậy muốn vẽ ra nhưng làm thế nào cũng không vẽ ra được khi đó ngươi còn nhỏ không nhớ rõ cũng bình thường trương nhược trần thở dài thật dài người sống một đời khóc cười nở mày nở mặt giống như hết sức quan trọng giống như để lại dấu vết trên thực tế tất cả đều là hư vọng sau khi chết không dấu vết trương nhược trần sách ấm trà một mình đi tới đỉnh núi nhìn thấy a nhạc ngồi dưới tàng cây nhìn lên bầu trời giống như đang nhìn bầu trời xanh biếc như gột rửa bắt lấy quỹ tích mây trắng lại giống như chỉ là đang trầm tư nhớ lại từng chút từng chút hồi tưởng quá khứ trương nhược trần nói thời kỳ hoa đào ngắn ngủi nhất mười ngày mà chết nhưng phồn thịnh rực rỡ hương phiêu bách lý khắp nơi đều là vầy mực đậm diễm đợi đến năm sau xuân phong tới hoa đào vẫn nở rộ vì ngươi thật lâu sau a à nhạc mới như là khôi phục sinh mệnh nói ngươi muốn đi chỉ mấy ngày thôi trương nhược trần nói a à nhạc nhận ấm trả hỏi còn về được không trương nhược trần dựa lưng vào a à nhạc ngồi xuống nói đối với người khác ta sẽ nói ta nhất định sẽ trở về Đối với ngươi, ta thành thật nói, có lẽ một đi không trở về. Có chuyện gì cần ta làm sao? Giết người sao?" A Nhạc nói. Trương Nhược Trần nói, "Lần này không giống, ta muốn ngươi cứu người." "Cứu ai?" A Nhạc, Nhân Nguyên cầm, "Ta để lại cho ngươi, không ai đoán được ta sẽ để lại cho ngươi. Như vậy ngươi mới có cơ hội sử dụng nó." "Được." A Nhạc hai tay cầm ấm trà, nói, "Kính ngươi một ấm trà." nguyện ngươi giống như hoa đào này sang năm lại nở rộ ta vẫn ở kỳ sơn chờ ngươi nước trà trong bình đều rơi trên mặt đất trương nhược trần ngồi trên một chiếc thuyền thần mộc nhỏ dọc theo tam đồ hà hướng địa ngục giới mà đi tốc độ rất chậm không vội lên đường trong thuyền hắn đem một góc thần cảnh thế giới triển khai minh thành nguy nga mà lành lạnh liền tọa lạc trên mảnh đất này chiến kỳ đầu thành bay lượn gạch đá giống như ma thiết trong thành điện thờ san sát thần đài từng tòa, phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ chú Minh Thành. Tòa Minh Thành này do thi yểm và quỷ mẫu đúc thành, là một trong bốn bộ phận của Minh Tổ Thần Cảnh Thế Giới. Còn lại ba bộ phận, Minh Hải, Minh Hà, Minh Quốc ẩn chứa đạo, Trương Nhược Trần đều đã lĩnh ngộ, chỉ cần bổ sung đạo ẩn chứa trong Minh Thành, sẽ có cơ hội thắp sáng đoàn đạo quang thứ 40. Chân chính đạt tới cảnh giới tiểu diễn viên mãn, bước vào cấp bán tổ. Thuyền thần mộc xuôi dòng xuống, từ nhánh sông hội nhập vào sông chính, tiến vào lưu vực Tam Đồ Hà, tiện đà đi về phía tây 500 năm. 500 năm qua, tất cả tu sĩ đều biết Trương Nhược Trần rời khỏi Vô Định Thần Hải, rời khỏi kiếm giới, nhưng không ai biết hắn đi nơi nào. Có bán tổ, thậm chí là thủy tổ ra tay suy tính, cũng kết thúc trong thất bại. Loại biến mất này cũng không gây ra bao nhiêu chấn động, bởi vì tất cả mọi người biết Trương Nhược Trần tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ có người có thể ép hắn ra tay. Sau khi tìm hiểu quy tắc đạo pháp bên trong Minh Thành xong, Trương Nhược Trần liền bắt đầu thử phác thảo. Giào, đạo quy tắc thứ nhất thần văn phác thảo ra, hoàn toàn giống với thủy tổ quy tắc thần văn mà Minh tổ lưu lại trong Minh Thành. Có thể nói, với năng lực hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu giả trang Minh tổ, tuyệt đối có thể lừa gạt tuyệt đại đa số tu sĩ phe Minh tổ ngón tay trương nhược trần nhẹ nhàng vung lên đạo thủy tổ quy tắc thần văn này bay vào đoàn đạo quang thứ bốn mươi rào 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 trương nhược trần không ngừng phát thảo thủy tổ quy tắc thần văn đạo quang đoàn bốn mươi càng ngày càng sáng ngời ngay tại thời điểm đạo quang muốn đặt tới điểm giới hạn nào đó trương nhược trần trong cơ thể vốn là quy luật vận hành bốn mươi đoàn đạo quang đúng là vận chuyển không theo thứ tự tốc độ càng lúc càng nhanh vượt qua hắn khống chế năng lực không tốt Trương Nhược Trần muốn phóng thích 40 đoàn đạo quang từ trong huyền thai. Phòng ngừa thân thể bạo liệt, nhưng huyền thai lại bắt đầu co rút vào trong. Hai loại lực lượng hướng ra ngoài và hướng vào trong đều vượt qua lực lượng mà Trương Nhược Trần nắm giữ hiện tại. Tùy ý phát triển như vậy, rất có thể là kết cục thần hình câu diệt, bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải rút ra thủy tổ quy tắc thần văn vừa rót vào đoàn đạo quang thứ 40. Dần dần, 40 đoàn đạo quang trong huyền thai bình ổn lại vận chuyển quy luật ổn định, nhưng đoàn ánh sáng thứ 40, ảm đạm một nửa, hiển nhiên lần này trùng kích tiểu diễn viên mãn, kết thúc trong thất bại. Một bước này quả nhiên không đơn giản như vậy, Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, nhìn bụi bặm thật dày trên người, đứng lên, thần khí chấn động từ trong ra ngoài, bụi đất bay ra ngoài, đi ra minh thành cùng thần cảnh thế giới. Hắn một lần nữa xuất hiện ở bên trên thần mộc tiểu thuyền. Tu thần thiên thần ngồi ở đầu thuyền nói, con mắt này của ngươi vừa mở vừa nhắm, chính là 500 năm trôi qua, đối với ngoại giới không chút nào quan tâm sao, thiên hạ này thiếu trương nhược trần ta, vẫn vận hành bình thường, trương nhược trần nói, tu thần thiên thần hỏi, đột phá rồi sao, trương nhược trần lắc đầu, tu thần thiên thần nói, ta cũng biết không dễ dàng như vậy, nếu ngươi phá cảnh nữa, chiến lực tuyệt đối có thể cứng rắn với thủy tổ. Đây là cảnh giới mà bao nhiêu người thiên tư tiệt diễm từ xưa đến nay tha thiết ước mơ. Nếu ngươi nhắm mắt một cái là đạt tới, sẽ tức chết bao nhiêu người. Treo ở đầu thuyền vô ngã đăng, nói, 500 năm, năm, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào. Đến rồi, Trương Nhược Trần nhìn về phía tam đồ hà phía trước, hắc ám chi uyên phòng tuyến đã là có thể quan sát. Trên phòng tuyến dài đến hơn 1.000 năm ánh sáng có thể nhìn thấy rõ ràng phong đô quỷ thành và vận mệnh thần vực tọa lạc hai cây thế giới thủ. Vượt qua hàng phòng ngự, sâu hơn trong vũ trụ là một mảnh tối tăm và trống rỗng. Trương Nhược Trần đi phong đô quỷ thành, bí mật bái kiến phong đô đại đế. 500 năm này, đế trần làm cho thiên hạ tu sĩ dễ tìm, không biết đi nơi nào. Trương Nhược Trần cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, nói. Tò mò ta đi nơi nào sao? Đại đế vì sao không tò mò hư phong tẫn? mông qua mệnh cốt mất tích đi nơi nào trên thực tế bổn đế thật đúng là biết bọn họ đi nơi nào lúc hư phong tận đi đem mục đích nói cho ta biết nói nếu là trong vòng ngàn năm hắn không có trở về để cho ta đi tương trợ phong đô đại đế nói trương nhược trần mỉm cười hư lão quỷ này đại đế sẽ đi sao vốn bổn đế sớm nên đi chỉ là cho rằng đế trần mất tích là ngươi tự mình đi hiện tại xem ra cũng không phải như thế 500 năm không về, hư phong tận bên kia nhất định rất không thuận lợi. Trương Nhược Trần quan sát phong đô đại đế cao mấy vạn dặm quỷ thể. Nói, đại đế đem hoàng tiền đại đế lưu lại tòa thủy tổ giới luyện hóa. Đúng vậy, thần ở thời đại này phải tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Mỗi lần tăng lên một phần, mới có thêm một phần cơ hội sống sót. Phong đô đại đế nói, Trương Nhược Trần nói, nếu ta có biện pháp, giúp đại đế tăng thêm hai phần chiến lực đại đế nên báo đáp như thế nào nói xong trương nhược trần lấy hoàng tiền ấn và thủy tổ thần nguyên của hoàng tiền đại đế ra lơ lửng trong hư không giữa hắn và phong đô đại đế phong đô đại đế hỏi đế trần muốn ra giá gì giúp ta làm hai chuyện trương nhược trần nói phong đô đại đế rất sảng khoái nói được đế trần cứ việc nói ta không nói nữa ta tin tưởng thái độ làm người của đại đế cũng tin tưởng giá trị của hoàng tiền ấn và thủy tổ thần nguyên trong lòng đại đế tự có cân nhắc thấy phong đô đại đế trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc trương nhược trần cười rời đi chỉ để lại một câu không lâu sau đại đế liền hiểu rời khỏi phong đô quỷ thành trương nhược trần nhìn mây mù ngôi sao rực rỡ của hoàng tiền tinh hà tận lực dọn sạch tạp niệm và vướng bận trong lòng thầm nghĩ trang bị nhẹ nhàng ra trận không hề ràng buộc đối mặt với vận mệnh và sinh tử vào giờ khắc này trương nhược trần nhìn về phía bạch y cốc rất muốn nói chuyện với bàn nhược nhớ lại thời thanh xuân không thể quay về cũng muốn cùng tiệt diệu thiền nữ ngồi ở dưới tàng cây bồ đề nghe lá rụng ngắm mây hà thời gian vui vẻ ai mà không muốn hưởng thụ lại nhìn về vận mệnh thần vực nếu không có gì bất ngờ phượng thiên giờ phút này nhất định đang bận rộn trong thần điện có nên đi gặp nàng một lần cuối cùng hay không con người cả đời này ràng buộc quá nhiều muốn buông xuống vướng bận không vướng bận Nói dễ vậy sao? Trương Nhược Trần tháo vương miệng thắng lợi trên đỉnh đầu xuống. Đưa cho tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần thủ sủng nhược kinh. Nói, rốt cục có thể cho ta đeo một cái. Người giúp ta đưa vận mệnh thần điện. Giao cho phượng thiên. Nói, nếu Trần như trở lại. Quan này thay phượng quan. Tay áo Trương Nhược Trần tung bay. Sải bước đi về phía hư không? Tu thần thiên thần hỏi. Có ý gì? Phượng Thải Dực cũng không tu luyện quang minh chi đạo. Tặng cho nàng. Uổng phí, bóng lưng Trương Nhược Trần biến mất trong bóng tối, hết chương 4025 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.